Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em Phú bên Tâm Đức sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe của cái thương hiệu Sava. Ở trên màn hình chúng ta đang xem là một chiếc Sava Hatchback có giá bán lẻ tại thời điểm hiện tại là 24.500.000 đồng. Thì đối với chiếc xe khung carbon này được trang bị khung carbon với 1/2 bộ rúp 105 R7000, 3 món các anh chị nhé, 3 món 105. Với giá này thì chúng ta sẽ có những cái cấu hình chi tiết như thế nào và có những cái trải nghiệm như thế nào, thì hôm nay các anh chị hãy dành vài phút cùng em khám phá chiếc xe này các anh chị nhé. Ok, let's go. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái bộ tay lắc này các anh chị nhé, của dòng Sava Hatchback. Thì đây là tay lắc của 105 R7000 các anh chị nhé. Chúng ta thấy đặc trưng của thằng Shimano các anh chị là hai lưỡi. Tay lắc của nó có hai lưỡi, một lưỡi ngoài, lưỡi trong. Đấy, lưỡi trong dùng để xuống lip hoặc xuống dĩa, còn lưỡi ngoài thì dùng để lên lip hoặc lên dĩa các anh chị nhé. Nếu anh chị lên thì như vậy, mà anh chị xuống như vậy, lên như vậy và xuống như vậy, tương tự bên này thì cũng lên như vậy và xuống như vậy các anh chị nhé. Đó. Và cái chúng ta sẽ nói tới phần trên này thì chúng ta sẽ không quên cái phần ghi đông đi. Ghi đông đối với cái dòng của Sava các chị, đặc trưng của dòng Sava là gì ạ? Ghi đông nhôm, và phần trên này là phần ghi đông bản dẹp và ghi đông của cần nai các chị nhé. Sava Hatchback nó cũng cùng chung đặc điểm với thằng Sava. Tất cả các dòng xe Sava là đều phần này là phần ghi đông nhôm và ghi đông bản dẹp, cũng như là cái phần putang này cũng vậy, là putang của cần nai các chị nhé. Đấy, đó là cái phần đầu trên của xe là nó có những cái điểm như vậy. Và ở đây thì chúng ta hãng họ cũng trang bị cho mình một cái dòng gì cái dây quấn ghi đông các chị nhé, khá là mềm mại đấy. Khá là mềm mại các chị nhé, rất là mềm, mình có thể bỏ tay như vậy, bỏ tay như vậy và bỏ tay như vậy hoặc bỏ tay như vậy đó, anh chị ạ, rất là thoải mái ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái gì ạ, cái phần bánh trước của xe. Đấy, bánh trước của xe anh chị ha. Thì bánh trước của xe là bánh, cái dòng này là dòng lốp của Continental Ultra Sport với kích thước là 700 x 25, tức là bề đường kính của cái vỏ này á, đường kính xuyên bánh này là 700, còn bề rộng của vỏ là 25. Đấy, thì dòng này với cái kích thước vỏ như vậy thì khi mình đi xe trên đường anh chị, trời có mưa mà trơn trượt đó, thì cái này nó cũng giúp cho mình được cái gì ạ, hạn chế được cái phần gọi là té ngã hay là trượt ngã do đường trơn đó anh chị. Với cái phần kích thước của bánh là 700 x 25 các anh chị. Rồi như em đã nói, bánh trước và bánh sau thì là 700 x 25, và cái vành thì là vành của gì ạ? Vành này là vành của Sava các anh chị nhé. Vành này là vành nhôm hai lớp các anh chị ạ. Vành của Sava phía trước và sau luôn. Bản này bản cao 3/8 các anh chị nhé. Bản vành cao 3/8 cả lẫn phía trước lẫn phía sau luôn nha. Và một cái điều quan trọng của cái vành đó là gì ạ? Cái trớn, mình sẽ test thử cái trớn của cái dòng xe này nó như thế nào. Trớn của vành thì mình quay thử một chút xíu. Đó là vành cái đùm của Novatec các anh chị nhé, đùm của Novatec, một cái thương hiệu đến từ Đài Loan. Thì anh chị cũng thấy là nó khá là trớn anh chị ha. Này, đó, nó khá là trớn. Vì là cái vành chính hãng nên âm thanh thì nó sẽ ở mức vừa phải, nó không quá to anh chị nhé, không quá to. Đấy, nhưng mà được cái nếu mà không quá to thì nó là rất là trớn, tại vì cái phần tiếng kêu thì nó cũng tạo ra cái phần từ cái phần ma sát của vành và cối mà các anh chị. Đấy, cho nên là kêu nhưng vừa vừa nhỏ nhỏ thì nhưng mà nó trớn rất là mạnh. Đấy, đó là cái phần phần vành ấy chị ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái phần gì ạ, phần cụ đề sau của xe này. Đấy, đây là cái phần cụ đề sau của xe này các chị nhé. Cụ đề sau của này là cụ đề của Shimano 105 R7000 các chị nhé. Shimano 105 R7000. Đấy, xích thì là xích của gì ạ, KMC các chị nhé, xích của KMC KMC ấy. Đấy, gạt dĩa trước cũng là gạt dĩa của gì ạ, của 105 R7000 các chị nhé. Gạt dĩa trước là ở đây nè. Còn cái phần giò dĩa này là của gì ạ, cái giò dĩa này là giò dĩa CNC của thằng Prowell các chị nhé. Prowell với cái số răng là gì, số răng là đây em coi kỹ cho anh chị ha, 5034 các chị nhé, số răng là 5034, giò dĩa số răng 5034 các chị nhé. Đấy, đây là giò dĩa của trục rỗng các chị nhé, trục rỗng anh chị ha. Rồi, thì cái phần trục rỗng của cái giò dĩa thì nó sẽ giúp cho cái xe mình nó giảm bớt trọng lượng anh chị nhé. Em sẽ cùng với anh chị đi tìm hiểu thử cái xe này nó có cái cân nặng bao nhiêu. Với một cái khung nhôm carbon và một cái bộ vành nhôm cũng như ghi đông nhôm, bu tăng nhôm, thì chúng ta sẽ tìm hiểu là cái xe này có nặng bao nhiêu anh chị nhé. Đây, thì bây giờ em sẽ bưng lên. Như vậy là nó là 8,49 kg anh chị nhé. Đấy, 8,49 kg nhỉ ha. Đó, và đi kèm với cân nặng 8,49 kg thì
chúng ta sẽ có một cái yên xe được hãng trang bị anh chị nhé, thì cũng rất là mềm đấy, cũng rất là mềm anh chị ạ, rất là mềm. Rồi xong phần yên xe thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xuống cái phần phanh. Phanh này là phanh của Techtro anh chị nhé, phanh của Techtro, một trong hai cái thương hiệu phanh nổi tiếng. Đầu tiên chúng ta sẽ kể đến Shimano, sau là Techtro anh chị. Rồi phía trước cũng là phanh của Techtro luôn anh chị nhé, phía trước cũng là phanh của Techtro luôn. Và phần cuối cùng chúng ta sẽ cùng nói tới đó là cái phần khung xe. Đấy, thì đối với cái dòng khung của dòng Savaha Speed này ở phiên bản mới nhất năm 2021 này các anh chị, thì nó có 3 size, thứ nhất là 48, 50 và 52 anh chị nhé, 48, 50 và 52. Đặc trưng của khung xe Sava là thanh ngang nó bằng thanh đứng, có nghĩa là thanh đứng 48 thì thanh ngang 48, thanh đứng 50 thanh ngang 50, và thanh đứng 52 thì thanh ngang cũng là 52 luôn. Cho nên là khi các anh chị đi mua xe hãy nhớ lưu ý chọn đúng cái size của mình. Muốn biết chọn đúng size thì mình hãy tìm hiểu cái chiều cao của mình phù hợp với một cái xe có thanh ngang bao nhiêu anh chị nhé. Anh chị đừng có chọn theo size. Đấy, bởi vì mỗi size thì mỗi hãng khác nhau, họ làm thanh ngang và thanh đứng lệch nhau. Đấy, không giống nhau giữa các hãng anh chị nhé. Rồi, phần về nói về cái phần màu xe của thằng xe Savaha Speed này thì chúng ta sẽ nó có tới 4 màu anh chị nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cởi đến màu em đang để trên màn hình là màu xám ghi đỏ, thứ hai là đen xanh dương, ba là màu vàng, bốn là màu ghi. Đấy, bốn màu thì em sẽ để trên màn hình cho các anh chị cùng xem ha. Ok, đấy, tạm thời thì cái xe như nó có những cái điểm của cái dòng này như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thế là khi trải nghiệm xe này nó có những cái gì anh chị nhé. Ok, let's go. Vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ bộ cái chiếc Savaha Speed này cho các anh chị cùng tham khảo. Thì hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích cho các anh chị phần nào đấy khi các anh chị quyết định lựa chọn một cái dòng xe để mình làm người bạn đồng hành, cũng như là tập thể dục thể thao trong những cái ngày mà mùa dịch đang rất là căng thẳng như thế này. Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này. Và hãy nhớ nhấn subscribe kênh YouTube của Tâm Đức để cập nhật những cái thông tin mới nhất về thị trường xe đạp Việt Nam hiện tại các anh chị nhé. Ok, xin chào.